Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là chương trình thời sự trưa thứ năm, ngày 9 tháng 1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình thời sự trưa nay có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, Khối thi đua Văn hóa Xã hội tỉnh Bắc Cạn vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019. Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến dự. Trong năm 2019, Khối thi đua Văn hóa Xã hội tỉnh Bắc Cạn đã quan tâm đẩy mạnh, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, các cơ quan, đơn vị của khối. Các phong trào thi đua trọng tâm đã được thực hiện khá tốt là Bắc Cạn chung sức xây dựng nông thôn mới, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, và đợt thi đua cao điểm 100 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng tỉnh Bắc Cạn. Trong năm, toàn khối có hơn 260 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 26 cá nhân được khen thưởng đột xuất, 317 tập thể cá nhân được khen thưởng theo chuyên đề. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Duy Hưng ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực mà các cơ quan đơn vị thuộc khối thi đua văn hóa xã hội của tỉnh đã đạt được trong năm 2019. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị người đứng đầu các đơn vị cần nêu cao trách nhiệm của mình trong các phong trào thi đua, tiếp tục quan tâm đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, chú trọng đổi mới phương pháp, hình thức triển khai các phong trào thi đua, đảm bảo khơi dậy được tinh thần hăng hái của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. Hiện nay, các vườn ươm trên địa bàn huyện Ba Bể đang tích cực gieo ươm cây giống để chuẩn bị cho vụ trồng rừng năm 2020. Toàn huyện hiện có 6 vườn ươm cây lâm nghiệp phục vụ cây giống trồng tập trung tại các xã Bành Trạch, Thượng Giáo, Địa Linh, Yến Dương. Bên cạnh đó, các vườn ươm của người dân trên địa bàn huyện cũng đã gieo ươm được trên 121 vạn cây giống, chủ yếu là mỡ, keo, thông và cây lát. Năm 2020, huyện Ba Bể phấn đấu trồng mới 640 ha rừng, trong đó trồng rừng phân tán 240 ha, trồng rừng sau khai thác 400 ha. Do chuẩn bị gieo ươm từ sớm nên đến nay, các loại cây giống tại các vườn ươm sinh trưởng và phát triển tốt. Dự kiến đến tháng 2, tháng 3 năm 2020 là cây giống đủ điều kiện xuất vườn, cung cấp kịp thời cho người dân, phục vụ công tác trồng rừng theo kế hoạch. Hiện nay, các tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh hoạt động khá hiệu quả, đem lại thu nhập ổn định cho tổ viên. Năm 2019, toàn tỉnh đã thành lập mới được 63 tổ hợp tác, nâng tổng số tổ hợp tác lên 126 tổ, doanh thu bình quân mỗi tổ đạt 120 triệu đồng một năm. Cùng với hợp tác xã, tổ hợp tác đang là hình thức kinh tế tập thể hiệu quả, giúp người dân hạn chế việc sản xuất nhỏ lẻ, manh mún. Các tổ hợp tác chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, dưới sự khuyến khích hướng dẫn của các địa phương, các tổ hợp tác cũng đang từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo ra được nhiều mặt hàng có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, có xuất xứ rõ ràng, tạo được chỗ đứng trên thị trường. Tuy nhiên, để các tổ hợp tác có thể phát triển bền vững, cần có những cơ chế định hướng hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện để các tổ hợp tác là tiền đề phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. Vừa qua, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 3B đoạn Xuất Hóa, cửa khẩu Pò Mã giai đoạn 2 đã chính thức được khởi công tại địa bàn xã Côn Minh, huyện Nari. Công ty cổ phần xây dựng công trình 568 là đơn vị đầu tiên triển khai máy móc để thi công phần mặt đường từ km 24 đến km 37 của tuyến quốc lộ 3B đoạn đi qua xã Côn Minh, huyện Nari. Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 3B đoạn Xuất Hóa, cửa khẩu Pò Mã giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư 755 tỷ đồng. Được biết, liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 568, Công ty Xây dựng và Phát triển Nhà Mê Linh, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Giao thông 1, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tân Thịnh là nhà thầu được lựa chọn thực hiện dự án này. Thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng. Kim Lư là địa phương đầu tiên của huyện Nari hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới. Thực tế cho thấy đến nay đây vẫn là một trong những địa phương có điều kiện tốt nhất, cũng như có tinh thần xây dựng nông thôn mới tích cực nhất trên địa bàn tỉnh hiện nay. Để đạt được kết quả này, có sự đóng góp quan trọng của ông Hoàng Minh Giáp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Lư trong việc định hướng, tuyên truyền khích lệ bà con cùng phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Quyết đoán, nhanh nhẹn, nhiệt tình là những gì người dân vẫn nhắc đến anh Hoàng Minh Giáp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Lư, huyện Nari. Đặc biệt từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, anh Giáp càng tích cực hơn trong việc tuyên truyền tới bà con nhân dân trong xã. Ông Giáp này thì vui tính, thứ nhất là vui tính mà đối với lại dân trong trong xã này thì thấy tay bắt mặt mừng, vui vẻ. Đồng chí rất là nỗ lực trong cái phong trào nông thôn mới này.
thì tất cả các hoạt động của bên phó chủ tịch thì là điều hành mọi công việc của thôn, nên là từ bắt đầu từ xây dựng kế hoạch thì đồng chí rất là nỗ lực để hướng cho xã là có cái đường lối phát triển lâu dài. Kim Lư có 600 hộ dân với trên 2.600 nhân khẩu, dân cư chủ yếu sản xuất nông lâm nghiệp. Cùng với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ngành, nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân trong xã, những năm qua, kinh tế xã hội của xã từng bước phát triển và đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2016, tổng sản lượng lương thực có hạt toàn xã đạt trên 2.900 tấn, lương thực bình quân đầu người đạt 1.150 kg một năm. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 23,1%, hộ cận nghèo chiếm 18,74%. Đến nay, khi đã trở thành xã nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo của Kim Lư chỉ còn 8,9%. Thu nhập bình quân đầu người tại Kim Lư đã tăng lên trên 32 triệu đồng một năm. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự nhiệt tình của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Minh Giáp, hiện diện mạo xã Kim Lư đã có nhiều đổi thay. Kim Lư đã không còn nhà ở rột nát, nhà tạm, mà 100% nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng, 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, 98% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Trạm y tế xã được đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Hoàn thành 100% nhà văn hóa, thôn, xã, trạm truyền thanh đạt chuẩn theo quy định. 100% cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường. Cho tham mưu cho đảng ủy chính quyền, đặc biệt là ban xây dựng nông thôn mới của xã, là tăng cường công tác tuyên truyền. Và từ đó cũng là được nhà nước cũng quan tâm đầu tư tu sửa, nâng cấp hệ thống loa truyền thanh. Lồng ghép bằng mọi hình thức, tuyên truyền bằng miệng, bằng văn bản, bằng tờ rơi, bằng bản tin và lồng ghép vào các cuộc họp của các tổ chức đoàn thể từ cấp thôn đến cấp xã. Thế từ đó là để dần dần ngấm vào dần dần vào máu thịt của nhân dân. Với phương châm đảng viên đi trước, làng nước theo sau, cùng lợi thế về phát triển kinh tế, anh Giáp đã chủ động phân công cho các đảng viên phụ trách theo dõi các nhóm hộ dân để kịp thời sâu sát, lắng nghe những phản ánh cũng như kịp thời giúp đỡ, hướng dẫn người dân trong phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn minh. Đặc biệt đối với việc huy động sức dân đóng góp làm đường xây dựng nông thôn mới càng được thực hiện tốt. Qua quá trình vận động, đến nay có 329 trên 634 hộ dân hiến đất với diện tích trên 14.000 m2 các loại. Xây mới được 9 nhà văn hóa thôn với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Đặc biệt đối với tiêu chí môi trường là một tiêu chí khó đối với các địa phương miền núi. Nhưng càng khó, người cán bộ càng dành nhiều tâm huyết, nỗ lực. Do tập quán sinh hoạt lâu đời của bà con, vấn đề xây dựng nhà tiêu và vệ sinh chuồng trại khiến anh Giáp chăn trở. Cùng lúc có chính sách hỗ trợ của huyện, anh Giáp lại đến từng nhà vận động hướng dẫn. Cùng với đó, các đoàn thể của thôn cũng tích cực vào cuộc vận động nhân dân ăn ở hợp vệ sinh, duy trì định kỳ ra quân vệ sinh đường thôn xóm. Đồng chí Hoàng Minh Giáp ấy thì là một cán bộ rất năng nổ, sát dân và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch thì đảm bảo theo cái định hướng của cấp trên. Cho nên là trong cái thời gian vừa qua thì cái việc thực hiện nông thôn mới, các chỉ tiêu nông thôn mới thì đồng chí Giáp tham gia rất nhiệt tình và có trách nhiệm và cũng đã thu hái được rất nhiều kết quả. Với những nỗ lực của bản thân, vừa qua anh Hoàng Minh Giáp đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Có lẽ đối với người cán bộ này, niềm vui lớn nhất đối với anh không phải những tấm giấy khen, bằng khen của các cấp ngành ghi nhận thành tích hàng năm, mà chính là diện mạo của xã ngày càng khởi sắc, đời sống của người dân không ngừng được nâng lên. Đó sẽ là động lực để anh tiếp tục cố gắng, phấn đấu góp sức cho sự phát triển của quê hương. Công an huyện Bắc Nạm vừa tiến hành tiêu hủy vũ khí, công cụ hỗ trợ được nhân dân giao nộp và thu giữ trên địa bàn huyện trong thời gian vừa qua. Số vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo tiêu hủy đợt này bao gồm 114 khẩu súng các loại, 15 máy kích điện cá và một số loại công cụ hỗ trợ khác. Toàn bộ số vũ khí, công cụ hỗ trợ này được lực lượng công an huyện Bắc Nạm thu giữ từ năm 2018 đến nay. Thông qua các buổi tuyên truyền, phát động quần chúng giao nộp và thu giữ từ các vụ vi phạm hành chính trên địa bàn. Quá trình tiêu hủy số vũ khí, công cụ hỗ trợ đã được công an huyện Bắc Nạm tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo an toàn, không gây ảnh hưởng đến môi trường. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi những thông tin thời sự trong tỉnh.